em tên là Ngọc Nhi, em là thành viên của nhóm Phương. Hôm nay bốn tụi em buồn quá không có cô, nên là bốn tụi em đi lô tô Việt Nam xem nha. Hello Đồng Đồng. Đồng Đồng kéo toàn cho anh miếng Đồng Đồng. Còn hôm nay múa em máy gì cũng được nữa. Đồng Đồng vui lắm nè cả nhà. Hôm nay là ngày rảnh rỗi của nhớ, không có đi tô nên nhớ đến đây ủng hộ cho Tu Tu với lại gặp Túc Bimeo rồi. Nhà lâu quá. Nói hình như là lúc trước là chúng ta tuần nay đầu không có Túc Bimeo. Tại vì thường thường có Bimeo đi tô xong á, Túc Bimeo để ra nhớ chơi. Còn cả tuần nay á thì không thấy Copy Meal ra, không biết Copy Meal có bị gì không, nên cái chị em phải ghé thăm coi Copy Meal thế nào. Mời mọi người ăn muối nha, muối của chị Jessica bán trái cây ăn rất là ngon nha mọi người nha. Đồng Đồng ơi, dạ. Copy Meal tết nay là anh thấy biểu diễn suốt à, rồi không có đi chơi chung với nhóm này cũng sao. Tại vì bây giờ Copy Meal là bên nhóm của Việt Nam luôn rồi, nên là lâu lâu là Copy Meal nhảy dù thôi, chứ là Copy Meal không còn ở trong nhóm diễn của bên đây của tôi nữa. Có nghĩa là giống như là nhân mà mỗi khi diễn xong á là Copy Meal cũng sẽ thường xuyên đến nên ra phố đi bộ chơi với nhóm, nhưng mà cả tuần ra không ra với nhóm. Tại vì tụi em thì đang tụi em thì họ lâu lâu bên tụi em thì lâu lâu mới có cô, còn như bên Hương Nam thì ngày nào cũng khác. Đúng rồi, mà Copy Meal qua đây thì cứ mình có Copy Meal đúng rồi, bây giờ Copy Meal còn lo cho gia đình này kia rất là nhiều, nên nó Copy phải có cái việc thường xuyên. Còn tụi em là cái thường tông của tụi em rất là lên bên hơn, đây như là gặp nhiều lắm. Đây có mai không có thì tụi em cuộc sống nó quen rồi, nên cái tụi em phải giống như là mình quen cái cuộc sống đó thì mình phải sống theo luôn. Còn giống như là Copy Meal đi qua bên nhóm này thì tụi em rất là mừng luôn, tại vì cho có Copy Meal cũng có mang việc làm ổn định hơn, cuộc sống Copy sẽ được nó đỡ hơn một phần nào đó. Cảm ơn mọi người đến đây mình chia sẻ và subscribe các kênh cho mấy anh nha. Đồng Đồng, ví dụ như anh muốn vô cái nhóm của em được không? Bây giờ anh vô nhóm em mà anh muốn diễn cái gì? Hả? Anh diễn cái gì bây giờ? Anh theo làm trợ lý sách vở cũng được nữa. Thôi bây giờ cái đó không phải. Cái đó thì anh liên hệ với Bodex Phương 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 nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi vâng, kính thưa tất cả quý vị, con số 40 đã có một vị chủ nhân đặt giải quý vị qua số 45 vé để tránh trường hợp kinh sổ mình có vé mà dọn tiếp quý vị nha. Rồi, em mời anh chị tiến lên sân khấu ạ. Rồi, dạ, đã có một chị gái đoạt giải, còn anh chị gái nào đang đoạt giải nữa không? Mời tiến lên sân khấu giùm em nha. Dạ rồi. Rồi, chào em. Rồi, chào sát khuẩn nha. Rồi, một chị gái thứ hai. Cho số đến bên. Dạ.
Vâng, kính thưa quý vị, vòng loại 350. Đúng nhóm loại. Con số mới kêu ra 40. Có 1. 58. Có 2. 31. Có 3. Và 26. Hoàn toàn hợp lệ. Rồi, vị chủ nhân thứ nhất, vị chủ nhân thứ hai. Vị chủ nhân thứ hai, vòng quay ký hiệu 046. Đúng nhóm loại. 40. Có 1. 58. Có 2. 31. Có 3. Và 26. Hoàn toàn hợp lệ. Rồi anh chị ơi, vòng loại này mình nhận về một phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng. Thì bây giờ mình chia đều hay mình quay số? Chia đều. Rồi, vậy vì mọi người sẽ nhận về giùm cho cả thác đầu tư Nam một phong bao lì xì trị giá 500 ngàn đồng. Chúc mừng hai chị. Rồi, dạ rồi, à, hai chị nhớ kiểm tra phong bao lì xì trước khi về chỗ nha. Dạ rồi. Và vâng, kính thưa tất cả quý vị, chương trình Lotto Show ngành hát Lotto Hương Nam đang còn rất nhiều những tiết mục cũng như những vòng loại Lotto hấp dẫn ở phía sau đang chờ đợi tất cả quý vị. Và ngay lúc này thì xin mời tất cả quý vị hãy đến với những giây phút nghỉ giải lao. Và quý vị sẽ có một tiếng để nghỉ giải lao nha quý vị nha. Và xung quanh khu vực phố đi bộ đằng Sen Square đang có rất nhiều nhà hàng ăn uống chờ đợi sẵn sàng phục vụ tất cả quý vị. Thì rất mong quý vị hãy cùng ghé qua để cùng ủng hộ, để cùng lựa chọn những món ăn, những ly nước uống thơm ngon và theo dõi chương trình Lotto Show tới đây. Dạ, bên tay phải của chúng em đó là những món thức ăn ẩm thực thật là hay. Còn bên tay trái của chúng em là những trò chơi vui chơi giải trí. Và mong quý vị nghỉ giải lao thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại phần 2 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở phần 2. Vâng, một lần nữa, cảm ơn tất cả quý vị đang có mặt tại phố đi bộ đầm Sen Square. Hãy cùng ghé qua nhà hàng ăn uống của những anh chị tiểu thương đang có mặt tại phố đi bộ đầm Sen Square để lựa chọn những món ăn, những ly nước uống với tiêu chí vô cùng thơm ngon, hấp dẫn, giá cả phải chăng và cực kỳ hợp vệ sinh. Và bên cánh trái của sân khấu, sân khấu chính sẽ là khu trò chơi dân gian giải trí có thưởng với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn. Chưa kìa.